Đây là một trường hợp một bạn là cuối cùng của đoàn ngày hôm nay. Hôm nay bạn ấy là không đóng dấu, bạn ấy quá hạn không đóng dấu và đến vào bên trong thì bị mắc ở trong. Đây là nhân viên đông đông má chị Hương Lan có mặt đây để giúp bạn ấy làm thủ tục lót. Và bây giờ hiện đây là còn có mấy phút là bay thôi, cho nên là rất là nhanh, là phải chạy để làm thủ tục cho bạn ấy nhanh. Chuyến này là người cuối cùng và cũng là những phút cuối cùng rồi, hy vọng là bạn ấy sẽ kịp để đi vào bên trong. Bây giờ cả máy bay đang chờ bạn ấy. Còn cái gì lấy cái gì nữa? Ok, và nhân viên Đông Má có mặt ở đây hỗ trợ bạn ấy. Ok. Rất là ok. Người cuối cùng của chuyến bay qua. Sắp chết rồi. Em bay đang chạy rất hơi. Đây là bạn ấy sẽ được đưa vào bên trong. Nhân viên hàng không phải đưa vào. Cô đi nhanh nhá. May mắn là bạn may rồi. Kịp. Có cách thì bảo các bạn đi. Nên làm con cảm giác sao em? May rồi. Em rất là may mắn các mọi người ạ. Cảm ơn em nhá. Vâng, em cảm ơn các chị. Bye bye. Bye. Đấy nhá. Xin chào. Ok. Và bạn đã kịp vào. Nhân viên hàng không cũng giúp bạn đi. Nào, chị Hương Lan ra đây. Hôm nay cái tình huống của bạn như nào? Chị nói đây. Anh chị em nhớ nhá. Đây là một cái trường hợp mà ban đây Hương Lan cũng đã live stream. Hương Lan cũng đã live stream trên cái trang bếp của công ty. Tức là bạn này bạn ấy bắt đầu thú. Và bạn ấy đã mua một môi giới nào đó mua cho bạn cái vé ngày 12 tháng 9. Sau đó thì bị hoãn. Hoãn thì không cho bạn cái hủy bay, chứng nhận hủy bay. Cho nên là bạn ấy cũng không dặn bạn ấy là mua được vé máy bay phải đi đóng dấu ở Y Miến Sủ, chỗ phòng phục vụ, để mà khi xuất cảnh là phải có con dấu đó mới xuất cảnh được ra khỏi đất nước Đài Loan người ta. Cho nên bạn đã không đóng dấu, vì vậy hôm nay đến sân bay bạn bị quá hạn mất 24 ngày. Và sau 24 ngày đó thì Y Miến Sủ không cho bạn ấy bay, và khi bạn đã lên làm hải quan và bị chặn lại, bạn lại phải đi xuống, cho nên giờ bay rất là gấp rồi. Gần đến giờ bay rồi, Hương Lan phải đưa bạn tại Y Miến Sủ. Và với cái chuyên nghiệp của mình thì Hương Lan đã nhờ được Y Miến Sủ người ta đóng dấu cho bạn ấy, nhưng mà phải chạy đi chạy lại 2-3 lần bởi vì còn phải in giấy tờ và làm giấy tờ hủy bay hủy chuyến cho bạn ấy, cấp cho bạn cái vé mới ngày hôm nay bay. Rất may cho bạn ấy là cũng là người cuối cùng, mà chỉ còn có 3-4 phút nữa là cửa hải quan đây nó đóng rồi, mà bạn ấy đã cuối cùng là nhân viên của hải quan người ta phải đưa bạn vào trong. Vậy xin nhắc nhở các anh chị em, nếu mua vé chọn nơi công ty mà có thể phục vụ các anh chị em như thế này, nếu anh gặp chị em gặp tình huống bất ngờ thì có nhân viên của công ty ở lại đây hỗ trợ cho các anh chị em. Nếu như mà mua vé rồi mà có như thế nào nữa thì nhân viên sẽ hướng dẫn các anh chị em trước những cái tình huống mà trước khi ra sân bay, để mà không phải gặp những cái trục trặc như thế này, không là thoát tim mệt quá. Chào chị Hương Lan, chị có thể gửi cái danh thiếp đây để các anh chị em nào mà cần có nhu cầu liên hệ với chị Hương Lan. Đây là danh thiếp của Hương Lan. Đây là chị Hương Lan. Số điện thoại là 0918938680. Chị Hương Lan là chuyên viên của công ty Đông Nam Á. Anh chị em có thể chụp cái màn hình này lại nếu mà cần liên hệ, hoặc ở sân bay có vấn đề gì thì hãy gọi chị Hương Lan. Vâng, cảm ơn chị Hương Lan. Chào tất cả mọi người nhá. Vâng, và ngày hôm nay thì hành trình ngày hôm nay thì Hương Lan và chị Hương Lan đã hoàn thành hoàn tất tất cả các thủ tục cho khách hàng về chuyến ngày hôm nay mùng 6. Và hôm nay là có hai trường hợp, có cả một trường hợp một bạn bị bạn cầm theo những cái hung khí, bạn ạ, trong đó có dao nhọn này, rồi có gậy, gọi là gậy chỉnh quân đấy. Cái đây là về luật pháp bên Đài Loan là cái này là không được sử dụng, người bình thường không được sử dụng, mà phải chỉ những đơn vị cơ quan cảnh sát họ được dùng thì bạn ấy cho vào hành lý, bạn ấy mang về, và cũng phải đến sở di dân và trong cái phần đồn cảnh sát trong này để làm hỏi cung. Và rất là may mắn thì bạn ấy cũng được về sau thì bạn cũng được thả ra, nhưng mà rất là nguy hiểm các bạn ạ. Cho nên là anh chị em nào mà đi về Việt Nam ấy, tuyệt đối là phải chú ý con dấu, phải đóng hạn con trước khi về ấy, là cái gia hạn là phải đóng dấu, và những cái đồ cấm ấy
là tuyệt đối không được mang đi theo người hoặc là mang theo hành lý là sẽ gặp rất là rắc rối. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều những trường hợp ở sân bay phát sinh ra, thì nhân viên Đông Nam Á có bạn đây đã hỗ trợ cho tất cả những khách hàng đều thuận lợi và không có ai bị rớt lại tất cả. Cho nên là cảm ơn tất cả anh chị em, chào tất cả mọi người. Chuyến bay mà không có ai rớt lại như này là công ty Đông Nam Á đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự chia sẻ và cộng đồng mạng đã đồng hành cùng Đông Nam Á. Chào tạm biệt tất cả mọi người.